Trời ơi anh ơi, ngọn đèn hải đăng chỉ đường nó mất tiêu rồi. Nguy quá, không có chỉ đường thì làm sao qua được đá bãi nguy hiểm này. Có dừng. Đưa cho ba cái kìm. Dạ. Ồ, chú khẩn cấp kìa ba. Alo, tôi nghe đây. Vừa có một vụ tai nạn nghiêm trọng do va chạm với thiên thạch. Nguyên nhân là do đèn hải đăng vũ trụ không hoạt động. Mong anh có thể ghé sang kiểm tra để tránh những vụ tai nạn đáng tiếc khác. Đã rõ, tôi sẽ qua kiểm tra liền. Cậu đi với ba luôn nha, hai người thì luôn tốt hơn một người mà. Dạ. Đúng có biết không, trong hải đăng có một chú đom đóm dùng ngọn đèn sáng của mình để rọi đường cho tàu thuyền tránh những khúc nguy hiểm khi trời tối. Nếu hải đăng bị trục trặc thì thiệt là nguy hiểm lắm đó con. Vậy mình tới nhanh nhanh đi ba, có khi lúc này đang có tàu ngoài kia gặp nguy hiểm đó. Đúng rồi, tăng tốc thôi. Xin chào, có ai ở đây không? Hình như là không có ai ở đây hết đó ba. Kỳ vậy ta, mình lên lầu thử coi sao. Hình như có tiếng nghe khò khò hả ba? Đúng rồi, trời ơi nhìn kìa. Chú Năm Đón. Anh ơi, dậy đi anh ơi. Sao lại ngủ cò cò trong giờ làm việc vậy nè? Cái gì mà kêu? Để tôi ngồi tiếp đi. Trời đánh cung chánh lúc ngủ đó nha. Nhưng mà đang trong giờ làm việc chứ bộ. Tôi bị bệnh mấy bữa nay không phát sáng được nên không ngủ, tôi biết làm gì. Hả? Sao anh lại không thông báo để được nghỉ chữa bệnh? Tại bệnh của tôi nặng lắm, không có chữa được đâu. Tụi tôi không biết tình hình của anh nặng như vậy, nhưng không biết anh bị bệnh gì vậy? Bệnh là biến. Thôi, tôi ngủ tiếp đây. Cấp cứu, đây là tàu vũ trụ cần tiếp cận trái đất, không phải đang từ trái đất soi đường. Đúng, đưa cho ba cái đèn pin siêu sáng để ba rọi qua thấu kính, không cần cái tên lười biếng này nữa. Dạ. Cảm ơn hải đăng trái đất, chúng tôi đã vượt qua được vùng đá nguy hiểm. Mấy anh làm thật hả? Bỏ cái đèn pin đó đi, tôi mất việc thiệt đó. Mà mất việc là chết đói chắc luôn. Chính xác, đừng tưởng mình đặc biệt mà đâm ra làm biếng. Tài giỏi đến đâu cũng có thể thay thế được hết. Nhất là cái người lười biếng như anh thì càng phải thay thế thôi. Tôi hiểu rồi. Anh biết như vậy là được rồi. Tôi tặng cho anh luôn cái đèn pin này, để bữa nào mệt mỏi có cái mà dùng. Chỉ cần anh hứa không lười biếng nữa là được rồi. Tôi xin hứa, từ nay siêng năng làm gì. Nếu còn lười biếng nữa thì sẽ tự cuốn xéo khỏi đây luôn. Để không về kể chuyện này cho bạn muộn bữa nghe nha. Bạn đó cũng hay làm biếng lắm đó ba. Quà ơi quà, bao lớn nhanh để tao thu hoạch nhanh. Tiền về nhanh nào. La 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mẹ nhọc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ây da, sao khó chịu dữ vậy nè. Xin chào Tai To. Chào buổi sáng. Tối hôm qua mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? Chạy đi các bạn ơi, hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Hay là quái vật gì rồi? Làm sao mà lại ra đến nông nổi này nữa? Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm vào người bác rồi đó. Mau chạy ra nhà mình đi.
Cẩn thận, cô thanh xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè. Tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha. Không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À. Ta chưa đủ khổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút vợ cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn mũi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để dớt dát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu cho bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi dép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho người biết. Trời ơi, trời ơi, ở khu rừng này đi không? Được rồi, được rồi, người ta đi, ta đi mà. Đuối quá. Người có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập về nhà rất là đặc biệt. Các em sẽ về nhà khắc một cục đá thành bất cứ hình nào mà các em thích rồi mang lên lớp. Cô sẽ chấm điểm cho nha. Thú vị thật. Mình sẽ khắc chiếc máy bay. Thích quá đi. Mình thích khắc tượng lâu lắm rồi nè. Vậy lát nữa học xong á, tụi mình cùng nhau đi kiếm đá nha. Chơi luôn. Cục đá này sẽ rất hợp với chiếc máy bay của mình đây. Mình sẽ lấy nó. Mình cũng tìm được đá rồi nè. Tai to tìm được cục đá chưa? Có hai cục đá này nè, không biết làm cái nào thì sẽ đẹp hơn ha. Hay là mang cả hai về đi, cái nào làm ra đẹp hơn thì dùng. Được đó, vậy mình sẽ mang cả hai về luôn. Mình nên chọn cái nào vậy ta? Thôi, chọn đại đá nâu đi, hy vọng đá nâu sẽ đẹp.
chuyện gì vậy? Đau quá đi. Thôi chết, mình xin lỗi bạn nha. Mình không biết, mình chỉ muốn khắc bạn thành mô hình đẹp thôi. Mình cũng muốn đẹp lắm, nhưng bạn làm đau quá, mình không chịu nổi nữa rồi. Nhưng bạn không chịu làm thì ngày mai mình không nộp cho cô được, mình sẽ bị trừ điểm đó. Mặc kệ bạn, đau lắm, mình sẽ không để cho bạn làm tiếp đâu. Thôi, không xong rồi. Như vậy, mình sẽ không có bài nộp cô mất. Nè bạn tay tôi ơi, hay là bạn khắc mình đi. Nhưng mình khắc bạn thì bạn sẽ đau đó. Không sao đâu, mình chịu được mà. Bạn làm nhanh lên, còn đi ngủ, sáng mai đi học sớm rồi đó. Ừ, vậy mình khắc bạn nha. Bạn có sao không? Mình chịu được. Bạn làm đi. Thật không ngờ là mình làm được 10 điểm luôn. Đá đen ơi, tất cả là nhờ sự quyết tâm không bỏ cuộc của bạn đó. Nhờ bạn mà bây giờ mình không còn phải là một cục đá xấu xí trong rừng nữa rồi. Vì công sức cố gắng của bạn, mình sẽ đặt bạn ở đây luôn. Thiệt hả? Nè anh đá đen ơi. Chào anh đá nâu. Qua giờ anh trốn đâu mất tiêu vậy? Tôi ở dưới tủ thôi. Mà nè, cũng là đá với nhau. Anh thì được ở trên cao, được chăm sóc. Tôi thì ở dưới đây, phải nhìn anh như vậy nè. Là do anh chọn tôi mà. Ban đầu tay tôi chọn anh, nhưng anh vì đau mà không chịu được, bỏ đi chỗ khác. Cho nên tôi mới có cơ hội giúp tay to đó. Thì ra là vậy á. Tôi và anh đều chỉ là những cục đá ở gian đường, được tay to nhặt về thôi. Tay to có ý tốt, muốn chúng ta được đẹp hơn. Tôi thiệt là ngốc mà. Tay to ơi, bạn có ở nhà không? Bạn tìm mình có việc gì không? Hôm nay trời đẹp, mình qua rủ bạn và bụng bự vào rừng chơi hái nấm nè. Ý hay đó, để mình nhờ xin ba mẹ đã. Ừ, mình đứng đây đợi bạn nha. Mình đi thôi, ba mẹ mình đồng ý rồi. Ôi, nhiều nấm quá. Mình hái đi tay to giờ đó mời. Hình như là giọng của tay to. Bạn gặp chuyện gì rồi thì phải? Đau quá à. Tay to, bạn đợi mình tí nha. Tụi mình sẽ nghĩ cách giúp bạn ngay. Đúng rồi, nhanh lên đi Đúng. Mụ mụ ơi, mình sợ quá à. Bây giờ mình sẽ tìm một sợi dây thả xuống. Tay to sẽ nắm sợi dây, rồi mình kéo bạn ấy lên. Nhưng trong rừng này tìm đâu ra sợi dây bây giờ? Vậy thì chúng ta sẽ tìm những dây leo trong rừng, rồi nối chúng lại với nhau. Dạ được rồi. Ờ ha. Vậy mà mình không nghĩ ra. Vậy chúng ta mau chia ra tìm đi. Tay to ơi, bạn đợi tụi mình tí nha. Sẽ nhanh thôi, bạn đừng sợ nha. Xong rồi, chúng ta thả dây xuống hố, giúp tay to trèo lên đi. Tay to ơi, bạn nắm chắc sợi dây này nha. Hai đứa mình á sẽ kéo bạn lên. Mình cảm ơn hai bạn nha. Không có hai bạn, không biết mình làm sao để trèo lên nữa. Chúng ta là bạn mà, gặp hại nạn thì phải giúp đỡ chứ. Đúng vậy, chúng ta luôn là bạn bè. Thôi, trời gần xế chiều rồi, chúng ta đi về thôi, kẻo trời mưa đó.
thật là nóng ngực mà. Yeah, mát quá đi. Ước gì mình chỉ ở được một nơi đầy băng tuyết mát mẻ thì hay biết mấy. Ngộ quá. Thôi, một lát mẹ về là mẹ đóng cũng được mà. Thật là hư mà. Yeah, thích quá đi, mát quá. Yeah, thích quá đi. Lâu rồi mình không gặp em cánh cụt. Hay là mình đi thăm em ấy đi. Ừ, được đó. Nhưng chờ mình một chút. Bụng bự làm gì vậy? Mình đem về làm cà ram. Vậy là mình cũng phải đem về làm siro đá bào thôi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều tuyết về để làm ngôi nhà bằng tuyết. Lạnh quá. Lạnh quá. Đúng làm sao vậy? Mình lạnh quá các bạn. Lạnh quá. Lạnh. Đúng mặc áo mỏng quá nên bị lạnh phải rồi. Lạnh. Lạnh quá. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Ôi sao mà nhà mình lại lạnh như vậy? Ôi sao mà mọi thứ lại đóng băng hết rồi? Lạnh quá. Đốm. Đốm. Dậy đi con. Lạnh quá mẹ. Lạnh quá mẹ ơi. Mẹ cũng không biết nữa. Mà giờ đâu còn mùa đông đâu. Hả? Không lẽ nhà mình di chuyển đến đại dương băng rồi hả? Con nói cái gì vậy Đốm? Ủa? Không phải đại dương băng, sao lại lạnh như vậy? Tít tít, tôi đã bị ép hoạt động hết công suất. Tít tít. Như thế này là sao hả Đốm? Dạ, con lúc nãy cửa tủ lạnh bị mở ra mà con buồn ngủ quá rồi con ngủ. Con nghĩ mẹ về thì sẽ... Con có biết là chỉ vì con lười biếng mà cái tủ lạnh đã bị hư hay không? Nếu như con chỉ bước lại đóng cánh cửa tủ lạnh đàng hoàng thì đã không như thế. Con xin lỗi mẹ. Kể từ nay sẽ không còn kem cho con ăn, cũng không có siro đá bào. Chỉ lời một chút thôi mà hết được ăn kem, hết được ăn siro đá bào luôn rồi. Chưa hết đâu con. Cũng tại vì mình lười quá mà ra đông nổi vậy nè. Cho con chừa cái tật lười biếng nghe chưa. Phải vượt qua. Phải vượt qua. Mình qua rồi. Mình thật là giỏi quá. Bụng bự bây giờ đã trở thành ông hoàng độ cao rồi. Việc gì mà vui vậy con? Mẹ, con đã nhảy qua được khỏi cái cây hoa đó rồi. Ôi, con thật là giỏi mà. Mẹ hãnh diện vì con quá. Con lắm lem hết rồi kìa. Vào tắm đi con. Mệt quá. Mà sao ngày nào cũng phải tắm hết vậy? Nghỉ tắm một bữa có sao đâu chứ. Bụng bự, sao con không đi tắm mà đi ngủ rồi hả? Thiệt đúng là lười như heo mà. Ngày hôm nay là ngày hội muôn thú. Tất cả các bạn hãy bỏ qua những thù ghét, điều xấu xa để chúng ta cùng nhau vui vẻ, chịu không? Chịu. Vậy chúng ta hãy cùng nhau nhảy múa nha. Chưa nhớ không à? Thiệt đã. Thiệt là vui. Tất cả yên lặng. Tất cả các bạn hãy yên lặng để thưởng thức vũ điệu bụng bự của mình. Bảo đảm các bạn sẽ ghiền luôn cho mà coi. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sao? Mọi người thấy hay không? Đâu hết trơn rồi. Tụi mình ở đây nè. Sao mọi người lại xỉu hết vậy hả? À, mình múa hay đến mức đó sao?
Không phải bạn múa hay mà người bạn hôi quá à. Mọi người hít vô rồi xỉu đó. Mình hôi hả? Hình như bụng mình không tắm hay sao á. Vô hộ nhà chuột này luôn nha. Ừ dơ vậy, nổi ghẻ cho coi. Bụng bự làm gì gãi dữ vậy? Không biết sao mình bị ngứa quá. Chết rồi, bụng bự ở vô, không tắm bị nổi ghẻ rồi. Ghê quá à. Gì? Ghẻ hả? Ghê quá à. Ghê quá. Vậy thôi mọi người ơi. Sao mọi người bỏ mình hết vậy? Tụi mình không bỏ bạn đâu, nhưng bạn phải tắm rửa sạch sẽ, không được ở dơ nữa. Mình sợ lắm rồi. Mình sẽ về nhà tắm rửa sạch sẽ đây. Chiếc bình đẹp quá vậy ba. Còn có cả hào quang chiếu chiếu đó kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè. Chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem thì vừa thôi, coi chừng tham quá là mất phải là quyền thì tiêu luôn á. Thôi đem vừa thôi, xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói thôi mà. Wow, đúng là xứ sở thần tiên có khác. Đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của bụng bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Thôi to, bao nhiêu đó được rồi. Dạ thôi. Để mình nhặt thêm một tí nữa. Không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ. Lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có việc gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá à. Mình đau quá. Đã nói mà không nghe. Ai bảo mày tham lam quá làm chi? Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Không xin phép ba đốn như vậy có bị la không? Thì đừng cho ba mình biết, chứ có cái gì vui đâu mà chơi. Đúng rồi đó, mình vô đây xem coi có cái gì vui không. Biết đâu ba cô đốm nghiên cứu cái gì hay hay thì sao. Ê, mới nói mà có rồi kìa. Đâu, cái gì đâu? Cây súng kìa. Thôi, đừng nghịch súng, nguy hiểm lắm. Rồi, nhẽ hiều à, súng đồ chơi chắc luôn. Đâu, đưa cho mình xem thử. Ôi da, trúng mình rồi. Chết rồi, tại bạn nó bụng bự, bắn trúng đốm rồi thấy không? Tại bạn chứ bộ, tại bạn không cho mình mượn. Đang lơ lửng nè. Bạn bay thử coi được không? Đúng rồi, đâu có sao không?
Bây giờ mình bay được rồi, không cần cánh cũng không cần động cơ luôn. Mình cũng muốn bay nữa. Sao mày không ra đạn bắn cái coi? Chắc là lúc nãy giằng co nên súng hư rồi. Vậy thì chỉ có một mình ta bay được thôi. Từ nay ta sẽ là anh hùng đốm, thủ lĩnh địa cầu. Thủ lĩnh gì chứ, chẳng qua là bạn hên thôi. Mấy bạn còn không mau chặt thủ lĩnh địa cầu đi chứ. Thủ lĩnh cái mông á, bụng bự này ngoài đồ ăn ra thì ứ chào ai hết. Nhân danh thủ lĩnh địa cầu, mình khép bạn vào tội không tuân thủ. Bây giờ mà bạn không chào thủ lĩnh địa cầu thì mình sẽ thả bạn xuống đất, té dập mông luôn. Cứu mình với, tay to. Đốm làm gì vậy đốm? Để bụng bự xuống đi. Thôi nghỉ, đi về. Hết vui rồi. Bạn bay một mình đi đốm. Ai thèm chơi với bạn nữa. Vậy thôi, mình bay một mình. Kỳ á. Bây giờ con có ngồi xuống ăn cơm không? Ba cứu con đi ba. Giờ con không thể ngồi xuống được rồi, con đói lắm. Cho chừa cái tội dám lén lấy chìa khóa mở cửa phòng nghiên cứu của ba cho các bạn vào nghịch. Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không? Con biết lỗi rồi. Từ nay về sau con không dám nghịch phái đồ của ba nữa. Ba cho con xuống rồi quýnh dùm ông con cũng được. Anh, cây roi sẵn rồi nè, anh cho đốm xuống đi anh. Thôi thôi, con đồ ý rồi, con nhịn đó cũng được. Thưa mẹ, con đi học về. Đốm, sao người ta đi học về hồi não hồi nao rồi, bây giờ con mới có mặt ở nhà là sao hả Đốm? Dạ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, con lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Ê, bụng bự, hôm nay mình có trò này hay lắm nè. Chơi không? Trò gì vậy Đốm? Đi đi rồi biết. đi thì đi. Xin lỗi tay to. Bụng bự, hôm nay đi đâu chơi không? Chán quá à. Không đâu, hôm qua chọc tay to giận không chơi với mình luôn rồi. Trời ơi, đúng là đồ con gái nhỏ mọn, chọc có chút xíu mà giận luôn rồi. Mà không phải mình đã xin lỗi rồi sao? Đi đi, hôm nay mình có trò khác vui lắm. Thôi mình không đi đâu, đi học về trễ mẹ sẽ la đó. Trời, tưởng gì, bạn nó phải thỏ đá mà sao nhát quá vậy? Vậy bạn không sợ mẹ la hả? Đương nhiên là không, xin lỗi là được rồi mà. Dạ, con chào ba mẹ con đi học về. Hôm nay con về muộn, con xin lỗi. Đốm, con bước tới đây, con đếm thử xem hôm nay là ngày thứ mấy con đi học về trễ rồi hả? Mẹ ơi, con xin lỗi mà. Mẹ. Con đừng có mà xin lỗi, mẹ không tha lỗi cho con nữa. Bước tới đây. Mẹ ơi, ba ơi, ba ơi, cứu con. Ba ơi, cứu con, con đau quá. Xong chưa con trai, con ăn dạ xong chưa? Đốm như vậy là không ngoan chút nào rồi. Con làm cho mẹ buồn rồi đó. Con phạm lỗi rồi xin lỗi là đúng. Nhưng mà con biết không con trai, xin lỗi rồi thì phải sửa lỗi, chứ không phải tiếp tục phạm lỗi tiếp như vậy nữa. Như vậy là chưa ngoan đâu. Tại sao không đi học về trễ nữa đâu? Thiệt đó. Tốt lắm con trai. Mẹ Đốm à, mẹ Đốm cũng tha lỗi cho Đốm đúng không? Ừ, nếu con hối lỗi thật sự mẹ sẽ tha. Nhưng mà còn tái phạm thì cái mông của con sẽ đỏ nghe chưa. Đốm,
Một lát xe rác tới con nhớ mang bịch rác nhà mình đem đổ nha. Dạ con biết rồi mà. Nhớ để ý tiếng xe rác đó. Dạ dạ con biết rồi mà. Đốm, mẹ nghe tiếng xe rác rồi kìa. Dạ con đọc xong khúc này con ra liền. Còn chần chừ tới khi nào nữa đây? Ra đổ rác lẹ, không thôi xe rác đi mất bây giờ. Ủa, mới nghe tiếng xe ở đây mà, đây đâu mất tiêu rồi. Mấy chú ơi, còn bịch rác nè. Xe gì giống quỷ á, ra trễ có chút xíu mà chạy mất tiêu rồi. Giờ bịch rác này sao đây ta? Cấm đổ rác, hoặc cũng có thể là cảm do rác. Có ai hít mùi rác này nhiều quá bị cảm nên họ ghi vậy thôi mà. Đốm vừa xả rác hả Đốm? Đâu có đâu. Nè đừng có chối nữa, mình đã chụp được lúc bạn xả rác rồi. Muốn giật bằng chứng hả? Không có dễ vậy đâu. Mình sẽ mang tấm hình này lên cho cả lớp coi. Đốm xả rác. Thôi được rồi, cho mình chuột lại tấm hình đi. Mày muốn ăn cái gì? Mai mình mua. Đâu có dễ mua chuột bụng bự này bằng đồ ăn đâu. Trừ phi cái gì? Cái gì mà cũng làm được hết. Trừ phi bạn đổ rác giùm nhà mình luôn. Xe đổ rác dừng ở hai cái ngã tư nữa. Phải chơi lúc nãy mình đổ rác ngay từ đầu thì có chuyện này đâu. Đúng là chuyện gì làm được á phải làm ngay.